Không ngờ gia đình tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn đã được giải cứu về Việt Nam như thế này, khiến giới chóp bu Mỹ ngơ ngác. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, tình báo Phạm Xuân Ẩn là một trong những nhà tình báo lỗi lạc của Việt Nam cũng như trên thế giới, đặc biệt là tài năng ngụy trang thân phận hết sức khéo léo của ông. Tuy rằng đất nước ta được giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng ông Ẩn vẫn chưa được phép lộ diện. Hơn nữa, gia đình ông bao gồm vợ và 4 người con đã buộc phải di tản theo máy bay của tạp chí Time, bởi lúc này thân phận ông vẫn là người của bên kia chiến tuyến. Vậy làm sao để giải cứu và đưa được vợ con ông về nước? Việc giải cứu đã diễn ra ngoạn mục như thế nào? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa đi tìm hiểu ngay sau đây. Sau chiến dịch giải phóng tỉnh Phước Long tháng 1 năm 1975, ông Phạm Xuân Ẩn được Tổng Hành Dinh yêu cầu trả lời câu hỏi: Mỹ có đem quân trở lại không khi chúng ta tổng công kích kết liễu số phận của Việt Nam Cộng Hòa? Câu trả lời của ông Ẩn là chiến tranh Việt Nam đối với người Mỹ đã chấm dứt và các thông tin phân tích tình báo cho thấy Mỹ sẽ không đem quân trở lại Việt Nam tham chiến, kể cả cho máy bay B-52 ném bom hủy diệt. Đây là thông tin vô cùng quý giá. Rất nhiều mạng lưới tình báo khác cũng cung cấp các thông tin khác nhau, trong đó có cả thông tin về khả năng can thiệp có mức độ của Mỹ nếu chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Sự thận trọng của Tổng Hành Dinh trong chiến dịch giải phóng miền Nam vẫn là cần thiết. Vì thế, chúng ta đã chuẩn bị đánh tiếp một đòn thăm dò nữa vào Buôn Ma Thuột tháng 3 năm 1975. Để xem thái độ của người Mỹ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có gặp và nghe ông Ẩn báo cáo tình hình của địch sau giải phóng Phước Long. Đại tướng Văn Tiến Dũng còn nói, nếu được gặp ông Ẩn sớm hơn như thế này thì chúng ta đã giải phóng miền Nam nhanh hơn bởi thông tin phân tích chính xác tuyệt vời của ông Ẩn. Trao đổi với giáo sư Larry Berman, người viết cuốn sách X6 Điệp Viên Hoàn Hảo, ông Ẩn đã nói sự thật. Tôi đã có báo cáo rất chi tiết về tình hình sau giải phóng Phước Long cho Tổng Hành Dinh và trả lời câu hỏi của họ là Mỹ sẽ không đưa quân vào can thiệp nữa, cơ hội cho chúng ta kết thúc chiến tranh giải phóng miền Nam. Nhưng ở ngoài chỉ huy, họ vẫn chưa thật tin vào thông tin và nhận xét ấy của tôi. Bởi vậy mới có thêm một đoạn thăm dò nữa là Buôn Ma Thuột. Nhìn lại, bản thân tôi cũng không tin Việt Nam Cộng Hòa vỡ trận ngay như vậy sau 55 ngày. Với tương quan lực lượng rõ ràng, khi Mỹ đã thôi không trợ giúp thì việc Việt Nam Cộng Hòa thua trận là điều tất yếu. Có một chi tiết mà không phải ai cũng được biết ngay từ đầu tháng 3 năm 1975. Trong một bức thư gửi về Tổng Hành Dinh, ông Ẩn cũng trình bày mong ước cá nhân của mình là khi kết thúc chiến tranh, ông Ẩn xin được nghỉ vì đất nước đã có hòa bình như mong ước của mọi người dân. Đã gần 20 năm phục vụ cách mạng trong ngành tình báo, bây giờ thì ông cũng cảm thấy mệt mỏi và nếu tiếp tục phải hoạt động tiếp, rất sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi chúng ta giải phóng Buôn Ma Thuột, tình báo Mỹ cũng đã có dự báo mọi chuyện sẽ nhanh chóng sụp đổ với Việt Nam Cộng Hòa. Tạp chí Time, nơi ông Ẩn làm việc, đã lên kế hoạch đóng gói mọi tài liệu và chuẩn bị di tản nhân viên của mình ngay từ khi ấy. Ông Ẩn lại càng sốt ruột vì cấp trên chưa trả lời nguyện vọng của ông, tức là mặc nhiên ông vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Trước tình hình ấy, ông Ẩn lại gửi tiếp một lá thư thứ hai xin cấp trên có chỉ đạo cụ thể trước yêu cầu của mình. Ông Ba Minh, cụm trưởng cụm tình báo H63 khi đó thay ông Tư Cang, đã có thư gửi cấp trên trình bày quan điểm ủng hộ ông Ẩn được ở lại, không tiếp tục công việc tình báo sang Mỹ vì ông ấy đã lập công rất lớn cho cuộc kháng chiến này rồi và nên giải quyết theo nguyện vọng của ông. Ông Ba Minh đã nói, chuyện của anh Ẩn ở lại hay đi tiếp là điểm rất lớn, phải do Tổng Hành Dinh quyết định, phòng tình báo miền B2 đâu thể tự quyết định được. Rõ ràng là ở Trung ương đang cân nhắc nên chưa có trả lời. Nhưng tình hình thì quá bức bách, ông Ẩn là một quân nhân phải chuẩn bị ngay phương án, cấp trên muốn ông tiếp tục công việc của mình trên đất Mỹ. Những ngày tháng ấy với ông Ẩn và những nỗi lo âu không thể tả nổi, thân phận của ông chưa bị lộ, vỏ bọc của ông còn quá tốt đến lúc này và cấp trên luôn tin tưởng ông sẽ có những đóng góp rất quan trọng từ đất Mỹ thời hậu chiến tranh. Ông Ẩn khi ấy chỉ nhận được thông tin là phải chờ lệnh của cấp trên. Ông Ẩn thừa hiểu ông sẽ khó khăn như thế nào
nếu tiếp tục công việc trên đất Mỹ đơn tuyến, những nguồn tin của ông trước đây thì giờ cũng chẳng giúp ích được gì cho ông ở đó. Và quan trọng nhất là không còn có sự trợ giúp của cả một cục tình báo với những người đồng đội dũng cảm của ông. Họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho ông. Mặc dù vậy, nhưng quyết định của ông Ẩn sẽ được ở lại chỉ đến với ông sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tức là ông Ẩn vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho việc mình phải tiếp tục ra đi trước ngày giải phóng. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, tờ báo Time nơi ông làm việc lúc này vẫn chưa hề phát hiện thân phận thật tình báo của ông. Họ đã đưa vợ và 4 đứa con của ông Ẩn di tản ra khỏi Việt Nam. Bà Thu Nhạn là vợ ông, hy vọng sau ít ngày thì ông Ẩn cũng sẽ sang đoàn tụ với gia đình. Nói về quyết định ra đi này, thật tâm bà Thu Nhạn không hề muốn. Bà và con cái muốn ở bên ông để chứng kiến ngày chiến thắng và hòa bình, thống nhất đất nước. Ông Ẩn vẫn tâm sự với bà bao hiểm nguy mà nghề tình báo của ông luôn rình rập gia đình. Ông muốn khi chấm dứt chiến tranh, bà Nhạn không phải sống trong lo âu nữa. Nhưng bây giờ, lại một cuộc chiến nữa với ông và gia đình trên đất Mỹ mà lành ít dữ nhiều. Lý do ông Ẩn đưa ra với tờ báo Tham rằng mình chưa thể ra đi được vì mẹ già. Bà không muốn rời Việt Nam và ông chưa thu xếp được. Ông không thể bỏ mẹ trong lúc này vì ông rất yêu mẹ. Ông Ẩn đã sớm lệ khi nhìn bà Nhạn và 4 đứa con ra xe mà đứa lớn chỉ mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất 8 tuổi mà ông không giúp được gì cho vợ. Ông Ẩn khẳng định với Larry Benman rằng nếu cấp trên đồng ý cho ông ở lại thì ông đã không để Tham đưa vợ con ông đi như thế, bởi sau đó là một cuộc chiến cân não với ông để đưa vợ con trở về. Sau này kể lại cho Larry Benman, Phạm Xuân Ẩn cho rằng thời điểm đó ông rất lo lắng và căng thẳng vì Sài Gòn đang cực kỳ hỗn loạn. Từng đám quân lính Việt Nam Cộng Hòa hoảng loạn, trút bỏ quân phục, những cuộc thanh toán nhau đã xảy ra. Với mọi người xung quanh thì Phạm Xuân Ẩn là một người đã từng cộng tác với Mỹ nhiều năm. Nếu bị chính quyền mới bắt giữ thì ông khó lòng minh oan, bởi cấp trên của ông thời điểm đó không liên lạc được. Trước tình hình căng thẳng đó, ngày 29 tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn đã đưa mẹ tới trú tạm tại khách sạn Continental, nơi có đông Pháp Kiều tị nạn. Trong những ngày hỗn loạn đó, khách sạn Continental có lẽ là một trong những nơi an toàn nhất ở Sài Gòn. Ông Phạm Xuân Ẩn đã kể lại cho Larry Benman như thế. Suốt một tuần ở đó, Phạm Xuân Ẩn chỉ đi lại giữa khách sạn và tòa soạn báo Tham, nơi ông tiếp tục vai trò một phóng viên quốc tế. Và khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Phạm Xuân Ẩn vẫn đang giữ vị trí phụ trách văn phòng Tham tại Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn đã gửi một nội dung tới tòa soạn Tham tại New York của Mỹ. Tất cả phóng viên Mỹ đã di tản vì tình trạng khẩn cấp. Văn phòng tạp chí Tham hiện nay do Phạm Xuân Ẩn điều hành. Những ngày sau đó, Phạm Xuân Ẩn đã chấp hành nghiêm túc quy định của chính quyền mới về việc trình diện, khai báo về nhân thân trước khi có đại diện lực lượng an ninh phía cách mạng tới tiếp xúc với ông. Tuy nhiên, cũng chỉ có một số ít người trong chính quyền mới biết Phạm Xuân Ẩn là tình báo nòng vùng. Nhiều người chỉ nghĩ ông vẫn đang làm công việc của một nhà báo quốc tế bám trụ ở Việt Nam sau chiến tranh. Sau đó, cơ quan tình báo miền còn cử cán bộ đến để thẩm vấn nhà báo Phạm Xuân Ẩn. Cơ quan tình báo ta xác định Phạm Xuân Ẩn là nhà báo Mỹ, có uy tín, tại sao lại không di tản theo Mỹ? Ông ta ở lại đây nhằm mục đích gì? Hay Phạm Xuân Ẩn là người của ta? Người được giao nhiệm vụ thẩm vấn ông Ẩn là sĩ quan tình báo kỳ cựu Mạc Lâm, người từng hỏi cung rất nhiều tướng tá địch, cũng như hỏi cung đa số phi công Mỹ đã bị bắn rơi ở miền Bắc. Ông Mạc Lâm kể lại trong sách, khoảng 9 giờ sáng, ông cùng một số cán bộ tình báo của miền đến khách sạn Continental. Phạm Xuân Ẩn là nhà báo hay tình báo? Điều đó làm cho Mạc Lâm trăn trở. Phạm Xuân Ẩn ra mở cửa mời khách, Mạc Lâm hơi sững lại, không như những điều mình nghĩ về ông Ẩn. Phạm Xuân Ẩn không to cao, trắng trẻo, mà gầy, nước da đen, cặp mắt linh lợi, tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Cất giọng miền Nam, ông Ẩn mời khách vào. Liếc nhanh, bao quát căn phòng, ông Mạc Lâm nhìn Phạm Xuân Ẩn rồi tự giới thiệu là cán bộ của Viện Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam. Ông muốn gặp nhà báo để được biết thêm về giai đoạn cuối cùng người Mỹ ở Việt Nam, nhất là cuộc di tản vừa qua. Phạm Xuân Ẩn nhìn Mạc Lâm, trả lời với giọng nhỏ nhẹ là sẵn sàng kể những điều ông biết với tư cách một nhà báo.
Còn những nội dung khác, ông xin phép buổi chiều sẽ kể tiếp. Ông Mạc Lâm nhận xét, Phạm Xuân Ẩn không tỏ ra lung túng khi gặp người của cách mạng như một số người của chế độ cũ. Ông tự nhiên, thân tình, gọi cà phê mời khách, rồi vừa hút thuốc về kể chuyện về người Mỹ ở Sài Gòn những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Những gì ông Mạc Lâm cần biết đã được giải đáp. Khoảng hơn 11 giờ, khách ra về, Phạm Xuân Ẩn hẹn chiều làm việc tiếp. Ông Mạc Lâm thấy bằng lòng với buổi gặp nhà báo. Ông Ẩn biết nhiều chuyện, kể tỉ mỉ nhiều điều Mạc Lâm chưa hề biết. Ông suy đoán có thể anh ta là một nhà báo thành thạo Sài Gòn. Ăn cơm chưa xong, Mạc Lâm định ngủ một giấc chiều làm việc tiếp thì có điện thoại. Đầu dây bên kia từ Hà Nội của Cục Quân báo cho biết Phạm Xuân Ẩn là người của ta, đang chờ nhận nhiệm vụ. Giáo sư Larry Berman cũng đã trực tiếp hỏi những nhà lãnh đạo Việt Nam để hiểu lý do Phạm Xuân Ẩn không di tản sang Mỹ cùng gia đình của mình. Có một điều mà Phạm Xuân Ẩn không hề biết, đó là thời điểm ấy đang có sự cân nhắc rất nghiêm túc của Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị về việc có nên để ông tiếp tục công tác tình báo của mình tại Hoa Kỳ hay không. Chính Đại tướng Văn Tiến Dũng cuối cùng đã quyết định nên để Phạm Xuân Ẩn ở lại Việt Nam. Nếu Phạm Xuân Ẩn tiếp tục công tác đó, chắc chắn ông ấy sẽ thu được nhiều thông tin tình báo có giá trị cho đất nước. Tuy nhiên, sớm muộn gì, ông ấy cũng bị lộ ở nước ngoài và như vậy thì sự tổn thất sẽ rất lớn, tướng Dũng nói. Giáo sư Larry Berman cũng hỏi ông Mai Trí Thọ về ý tưởng tiếp tục để ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo ở nước ngoài. Ông Thọ nói, về mặt nghiệp vụ, đó là một ý tưởng hay. Vỏ bọc vẫn còn nguyên vẹn, ông ấy lại được người Mỹ tin cậy. Bản thân ông ấy cũng đã chuẩn bị ra đi và sẵn sàng ra đi. Nhưng đồng thời cũng có những ý kiến ngược lại rằng Phạm Xuân Ẩn đã sẵn sàng, nhưng còn các điều kiện khác nữa. Ông ấy đã làm việc quá nhiều rồi. Cho đến cuối tháng 3 năm 1976, Phạm Xuân Ẩn được khuyên nên gọi gia đình trở về nước. Đối với nhiều người bạn của ông, cũng như các nhân viên trước đây làm việc cho tạp chí Time, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy Phạm Xuân Ẩn có thể từng làm việc cho phía bên kia. Trước đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông không thể hò reo mừng vui với chiến thắng của dân tộc, không thể khoác lên mình bộ quân phục quân giải phóng với hàng loạt huân chương chiến công được trao tặng. Như có lần, ông đã nói với ông Tư Cang rằng, không biết khi nào mới hết chiến tranh để được đeo những tấm huân chương chiến công mà ông Tư Cang vừa thông báo cho ông. Trong mừng vui của đồng bào, ngày kết thúc chiến tranh thì ông lại cảm thấy buồn và cô đơn. Dẫu chiến thắng hôm nay của đất nước, ông cũng đã đóng góp một phần công sức. Ông Ẩn phải ra trình diện chính quyền cách mạng. Ông điền trong tờ khai làm việc cho tờ báo Time của Mỹ. Mọi việc với ông sau đó vẫn phải giấu kín rằng ông là tình báo của cách mạng. Chỉ cần hỏi ra một chút thông tin là thân phận của vợ con ông ở Mỹ sẽ rất nguy hiểm. Việc ông kẹt chưa thể thu xếp sang đoàn tụ với vợ con trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 với lý do mẹ già không thể bỏ lại một mình, thì tất cả những bạn đồng nghiệp của ông đều biết và rất thương cảm cho ông. Tạp chí Time cũng đối xử rất tốt với vợ con ông. Họ đưa sang Guam ở đó một tuần mà không thấy ông Ẩn sang. Họ làm bảo lãnh để bà Thu Nhạn và bốn đứa con đều định cư ở bang California. Tụi nhỏ được đi học và bà Nhạn được nhận tiền trợ cấp để sinh sống nuôi con. Tháng 1 năm 1976, ông Ẩn có tên trong danh sách được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký. Và một lần nữa, ông Ẩn cũng không được ăn mừng danh hiệu cao quý này cùng với những đồng đội của mình. Cũng nhờ họ mà ông đã đóng góp được nhiều tin tức tình báo có giá trị trong tổng hành dinh. Ông được tuyên dương với cái tên Trần Văn Trung, một cán bộ quần áo. Ông muốn chia vui tin này với vợ cũng không được. Dù biết rằng không có bà trong ngần ấy năm trợ giúp, thì ông khó lòng mà hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ như thế. Giờ thì đã đến lúc phải tìm cách đưa vợ con quay trở về. Vẫn trong phòng bí mật, ông Ẩn chỉ thông tin ngắn gọn cho vợ, trở về thôi. Thời điểm này là vào tháng 3 năm 1976, bà Thu Nhạn đã khéo léo thu xếp để năm mẹ con xin đi du lịch châu Âu vào tháng 9 năm 1976 và họ đã bay từ Paris để tìm cách bay về Việt Nam. Bấy giờ, không có chuyến bay từ Pháp về Việt Nam làm mẹ con bà Thu Nhạn
bị kẹt ở Paris đến 3 tháng, rồi mới bay được sang Moscow để đáp máy bay đi Hà Nội. Thời điểm này, người ta mới lờ mờ đặt nghi vấn là ông Ẩn có quan hệ với cách mạng nên vợ con đã chuồn khỏi Mỹ. Và đầu năm 1977, người ta thấy ông khoác lên mình bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam với cấp bậc đại tá và ngợi ca ông. Khi biết cái tên Trần Văn Trung được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1 năm 1976, lại chính là ông Phạm Xuân Ẩn, tức Hai Trung, điều viên X6 của tình báo quân đội. Gia đình ông Phạm Xuân Ẩn đón mừng ngày chiến thắng và thống nhất đất nước. Vào cuối năm 1976, khi vợ con ông trở về được căn nhà của mình tại thành phố Hồ Chí Minh, mừng tuổi, buồn vui ngày sum họp sau hơn 1 năm 8 tháng đầy sóng gió với ông Ẩn là như thế. Tháng 8 năm 1976, ông ra Hà Nội dự một khóa học tập chính trị dành cho cán bộ cao cấp trong vòng 10 tháng. Năm 1990, đại tá Phạm Xuân Ẩn được thăng cấp thiếu tướng. Năm 2002, ông về hưu, nhưng cho tới 6 tháng trước khi qua đời, Phạm Xuân Ẩn vẫn đóng vai trò như một cộng tác viên của tình báo Việt Nam. Ông tham gia vào việc bình luận và đánh giá các tài liệu của Tổng cục Tình báo. Ông đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến thắng hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh, trước sự tiếc thương toàn thể người dân Việt Nam và rất nhiều bạn bè quốc tế. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Trước ngày mất của tướng Phạm Xuân Ẩn, đại tá Tư Cang, cụm trưởng tình báo chiến lược, người bạn già thân thiết với ông, người từng là chỉ huy của ông những năm 1970, đã ngậm ngùi viết một bài thơ đưa tiễn, trong đó có đoạn: Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không thôi, riêng tôi nhớ mãi người đồng chí dũng cảm thông minh giữa cuộc đời. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ông Mười Hương đã đến tiễn biệt ông trong mưa, thắp nén hương cuối cùng lưu luyến. Đứng trên sân nhà tang lễ, hai ông cùng một lần nữa nhận định chiến thắng dễ dàng của chúng ta, ông Ẩn đã đóng góp một phần rất lớn bằng những tài liệu tối quan trọng, những phân tích chiến lược sắc bén, những dự báo quân sự, chính trị thiên tài. Trong những năm kháng chiến, đánh giá về những tin tức tình báo của ông, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét, dường như chúng ta có mặt ngay trong phòng tác chiến của Mỹ. Còn đại tướng Văn Tiến Dũng cho rằng, nhờ những tin tức của Phạm Xuân Ẩn mà giúp Bộ Chính trị hạ quyết tâm nhanh hơn để giải phóng Sài Gòn. Tổng Bí thư Lê Duẩn sau khi nhận được báo cáo của ông đã biểu dương cơ quan tình báo quân sự và coi đây là chiến công có tầm cỡ quốc tế. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, không giấu được nỗi xúc động trong bài điếu văn của mình. Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn là một trong số ít những ngôi sao sáng nhất của ngành tình báo. Nay, ông đã về với tiền nhân, ngôi sao sáng đã trở về hội tụ cùng chòm sao sáng. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự tiếc thương. Nhìn vào nét lớn của những bước phát triển kháng chiến, ta sẽ thấy cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Xuân Ẩn đã trải qua tất cả các giai đoạn từ thời chống Pháp đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đầy những khó khăn vất vả. Trong các cuộc chiến kéo dài đau thương và anh dũng ấy, Phạm Xuân Ẩn đã thực sự ẩn mình trong một vị trí chiến đấu lạ lùng và cam go, rất dễ bị bại lộ và hiểm nguy có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tính chất hai mặt của công việc chính nghĩa cộng thêm tư chất một người Việt khá điển hình đã giúp ông sống thật với tất cả các mặt của cuộc đời đặc biệt mà ông phải đảm trách. Và anh hùng Phạm Xuân Ẩn, một điệp viên chưa bao giờ bị bắt, người đã qua mặt tất cả những mật vụ giỏi nhất của chính quyền Sài Gòn và CIA, đã sống một cuộc đời phi thường ấy trong vòng 23 năm giữa lòng địch. Trong vai trò là một nhà báo, ông đã sử dụng tài năng của mình, khôn khéo thu thập thông tin, phân tích tài liệu để báo cáo cho cấp trên. Những thông tin của ông đều mang tính chất tuyệt mật và vô cùng quan trọng. Nhờ đó không chỉ giúp quân đội ta tránh được những thiệt hại mà còn giúp Trung ương đề ra những định hướng chiến lược cho công cuộc giải phóng đất nước như trận ấp Bắc,
1963, trận Khe Sanh 1968, trận Đường Chín Nam Lào 1971, đồng thời đập tan kế hoạch chiến tranh cục bộ Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, và sau này là cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam kết thúc cuộc chiến vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, theo giáo sư Berman, tác giả cuốn sách Điệp viên hoàn hảo, tới hơi thở cuối cùng, ông Ẩn vẫn khẳng định chắc chắn rằng công việc tình báo đã không bao giờ ảnh hưởng tới công việc nhà báo của ông. Ở cương vị nhà báo, ông Phạm Xuân Ẩn rất giỏi quan sát, nhận biết, đánh giá sự việc, có những mối quan hệ khủng để săn tin. Đặc biệt, ông luôn tuân thủ các nguyên tắc báo chí đã được học, không tiết lộ nguồn tin. Ông Ẩn cho rằng, để làm việc cho Tham, anh phải khách quan. Học được điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc thực hiện nghĩa vụ cho đất nước. Báo chí Mỹ khác với tất cả các nền báo chí mà tôi biết. Một phóng viên giỏi sẽ đưa tin chính xác theo những gì anh ta thấy và phải hiểu điều đó là đúng. Nhà báo không được tự biện. Những người cùng thời nhận xét, nhà báo Phạm Xuân Ẩn được giới báo chí miền Nam Việt Nam trong những thập niên 1960-1970 cực kỳ kính nể, với nguồn tin bài phong phú, cách đánh giá nhìn nhận nhiều chiều. Theo một phóng viên chiến trường của Mỹ, Phạm Xuân Ẩn là một trong những nguồn thạo tin nhất ở Sài Gòn và rất nhiều phóng viên phải phụ thuộc vào ông. Sở dĩ ông Ẩn có được nhiều nguồn tin, ngoài sự thông minh, sáng suốt, ham học hỏi, kiến thức sâu rộng, thành thạo ngoại ngữ, chịu khó, lăn xả ở mọi nơi, thì bản tính chân thành, trung thực và đạo đức nghề nghiệp đã giúp ông thành công, trở nên một người có giá trị và giành được sự yêu mến của tất cả mọi người, kể cả khi biết ông ở bên kia chiến tuyến. David Haber Istam, phóng viên của Tham tại Việt Nam, khi biết ông Ẩn là điệp viên đã không hề tức giận mà chỉ bộc bạch rằng đây là một câu chuyện phức tạp, nhưng tôi vẫn yêu Ẩn. Tôi không cảm thấy bị phản bội. Anh ta phải cư xử như một người Việt Nam trong giai đoạn bi thương của lịch sử đất nước mình, không thể nào làm khác hơn được. Trong những tư liệu, tôi chắc rằng ông Phạm Xuân Ẩn đã phần nào ảnh hưởng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được cấp trên của ông nhắc đến. Ví dụ như câu chuyện Bác Hồ ra nước ngoài cũng viết báo để kiếm sống, trở về nước, Bác cũng là một nhà báo giỏi. Tôi đã xem lại nhiều thước phim về ông Phạm Xuân Ẩn và thấy rằng ở trong suốt những năm chiến tranh, ông và gia đình đã chịu nhiều khổ cực, lo sợ, hiểm nguy về tính mạng. Thế nhưng vì lòng yêu nước, căm ghét sự chà đạp, bóc lột, ông đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, mà cao hơn là tình yêu với Tổ quốc, dân tộc Việt Nam. Là một nhà tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông đã dành những tinh túy, sức lực cao nhất để giúp cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quan điểm của ông là bất cứ kẻ ngoại xâm nào, dù đó có là Trung Quốc, là Pháp, là Nhật trước kia, hay Mỹ sang xâm lăng Việt Nam, thì đều phải bị quét sạch ra khỏi bờ cõi Việt Nam để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là tư tưởng yêu nước cực kỳ vĩ đại, tư tưởng mà thế hệ sau luôn phải ghi nhớ và noi theo.